Ơi, chào các bạn. Clip hôm nay thì tiếp tục đáp ứng yêu cầu các bạn với bài Hãy yên lòng mẹ ơi trên tông la thứ. Thì với bài này tông la thứ thì nó quá thấp nha các bạn. Nếu mà hát cao thì mình cũng sẽ hát không nổi, mà hát thấp thì các bạn thấy đó nó rất là thấp ha. Nhưng mà các bạn nhờ trên la thứ thì mình cũng hát mẫu trên la thứ cho các bạn ha, để các bạn dễ tham khảo, các bạn hình dung cho dễ rồi các bạn dễ tập nha. Rồi. Thì bài này các bạn sẽ đàn trên điệu cha cha ha. Và bạn nào chưa biết cái đàn điệu cha cha, các bạn có thể gõ tiêu đề hướng dẫn đàn điệu cha cha và gõ tên mình là nó sẽ ra nha. Mình cứ chia sẻ cách đàn điệu cha cha cho các bạn rồi và cách đàn trong điệp khúc luôn ha. Rồi các bạn cứ xem clip đó rồi các bạn tập cái điệu cha cha và các bạn áp dụng bài này nha. Rồi thì đầu tiên mình sẽ chia sẻ cái nốt solo trước, rồi sau đó mình chia sẻ phần điểm hát cho các bạn sau nha. Thì mình sẽ chia sẻ ở bao đầu tiên cho các bạn thôi, nhưng mà hát mẫu thì mình hát hợp âm chặn, tại vì thì mình nói các bạn, thường mình nói các bạn đó là những cái điệu nhạc mà nó sôi động ha, các bạn quạt á thì các bạn nên sử dụng hợp âm chặn thì các bạn nghe nó mới hay ha. Còn như mà các bạn sử dụng thế bấm hợp âm dây buông như thế này, các bạn quạt nó không hay lắm đâu ha. Dù sôi mà đó, sôi trưởng này các bạn bấm dây buông rất là nhiều, các bạn quạt cái tiếng nó vang nó dở lắm ha. Các bạn bấm son chặn thì các bạn nghe sẽ hay hơn ha. Đó vậy nha các bạn. Rồi thì bạn nào biết bấm thế âm chặn rồi thì các bạn cứ áp dụng âm chặn các bạn đàn cho hay ha. Còn bạn nào mà chưa biết thế bấm âm chặn thì các bạn cũng có thể sử dụng ba ô đầu tiên, thì mình sẽ chia sẻ ba ô đầu tiên để bạn nào cũng có thể tập được nha. Rồi, còn các bạn muốn bấm âm chặn các bạn cứ vào cái clip số 15 giáo trình guitar cấp tốc của mình ha. Là các bạn xem thế bấm của tất cả các âm chặn để các bạn biết bấm âm chặn nha. Rồi. Cái clip đó có tiêu đề là xem một clip biết được thế bấm của tất cả các hợp âm. Các bạn cứ gõ vậy và các bạn gõ tên mình là sẽ ra ha. Rồi bây giờ bài này thì cấu trúc của nó là đoạn 1, đoạn 2 và điệp khúc cũng là hai đoạn. Nói chung hai đoạn đầu là hai đoạn điệp khúc là hết bài nha các bạn. Rồi bây giờ mình chia sẻ các bạn nó solo trước. Rồi cũng bao đầu tiên để bạn nào cũng có thể tập được ha. Đoàn quân bước trên đường là đô rê đô mì là đoàn quân bước trên đường rừng là đô rê đô mì là. Rồi tiếp bình minh lấp lánh chân trời xa mì là đô rê đô mì là đô rê đô mì là. Rồi tiếp miền biên giới xanh thẳm là đô rê đô mì là miền biên giới xanh thẳm. Rồi cái câu này giống như câu trên đó nha các bạn. Rồi tiếp hạt sương long lanh cành lá mì là đô rê đô mì là đô rê đô mì. Rồi các bạn đầu vào thì các bạn chịu cực đàn dây thấp dưới này ha, tại vì chút xíu nó vào được khúc thì sử dụng dây cao trên này. Đầu vô mà các bạn sử dụng dây cao chút được khúc, các bạn phải kéo vào tới trong này ha, nó lên cao, giai điệu lên cao các bạn phải kéo vào. Mà vào trong này thì một số bạn lại chưa quen nốt trong này ha, thì đầu tiên vô các bạn cứ đàn dây thấp dưới này đi ha. Rồi tiếp từ nơi biên cương núi cao mì son son la đô la, tới đây nó đã cao rồi ha, cho nên lúc đầu mình đàn thấp, tới đây là tới đây nó vừa, nó vẫn nằm quanh quẩn ở ba đầu tiên, vừa vào mà đàn ở dưới này chút xíu nữa vô đây nó sẽ vào tới trong này ha. Từ nơi biên cương núi cao mì son son la đô la. Rồi tiếp người lính qua trăm suối nghìn đèo son đô la son la mì rề son đô la son la mi rê. Rồi tiếp lắng nghe tiếng của mẹ hiền rê si si la son mi rê si si la son mi. Rồi tiếp ngày đêm giúp bước con hành quân mi si rê mi đô son la. Khúc này nó lên cao sẽ xuống thấp này, sử dụng nốt nè. Khoan nha các bạn. Son đô la son la.
hai câu sau này nó sẽ xuống thấp ha, những nốt đó nha các bạn, nhưng mà đàn dây sắt hay giai điệu nó xuống thấp chứ nó không lên cao ha. Lắng nghe tiếng của mẹ hiền thì các bạn hai câu này ha, re si si la son mi, đàn đi thấp nha các bạn, re si si la son mi. Rồi tiếp, ngày đêm giúp bước con hành quân, mi si re mi do son la, mi si re mi do son la ha. Rồi thì mình có ghi số dây cho các bạn luôn ha, các bạn cứ dựa vào số dây đó là các bạn tập ha. Lúc nãy là mình re si si la son mi, lúc này chỗ này không phải, tại giai điệu nó không lên cao như vậy, giai điệu nó xuống thấp chỗ này chút xíu và được khúc nó sẽ lên cao nha các bạn. Lắng nghe tiếng của mẹ hiền thì bạn sử dụng cũng những nốt đó thôi ha, nhưng bạn sử dụng dây dưới này, re si si la son mi. Rồi ngày đêm giúp bước con hành quân, mi si re mi do son la ha. Đây mình có ghi số dây cho các bạn đó nha, cứ dựa vào số dây thì các bạn cứ tập nha. Rồi đó là hết đoạn 1 nha các bạn. Rồi nó solo đoạn 2 thì các bạn cứ solo y chang đoạn 1 ha, hai đoạn thì giai điệu giống như nhau nên cho nên các bạn solo y chang ha. Rồi bây giờ thì mình chia sẻ các bạn nó solo của điệp khúc. Ai gọi đời ta, la la son mi đồ mi la ha. Các bạn thấy mà ở đây cái câu này 5 chữ ha, nhưng mà mình ghi tới 7 nốt lận, các bạn cứ ghi như vậy các bạn đàn ra nghe cho nó giống ha. Một số câu thì các bạn đừng có dựa vào chữ hát nha, vì cũng có tùy câu, có câu thì ví dụ ba chữ hát thì ba nốt thì nó tương ứng, nhưng một số câu hát thì mặc dù ba chữ hoặc là bốn chữ nhưng mình phải đàn 5 nốt hoặc 6 nốt các bạn nghe nó mới giống ha. Rồi lại điệp khúc, đoạn đầu tiên của điệp khúc chia hai đoạn nha các bạn. Đoạn đầu tiên, ai gọi đời ta, la la son mi đồ mi la, la la son mi đồ mi la. Rồi tiếp, rền vang núi sông, mi la đô si, mi la đô si. Rồi tiếp, tiếng ru của mẹ, đô si la mi son, đô si la mi son. Tiếng ru của mẹ, đô si la mi son. Rồi tiếp, chúng con đi, la pha mi, la pha mi, chúng con đi. Rồi tiếp, qua theo ước vọng, đô rê mi là đô, chữ vọng các bạn đàn là đô ha, là đô vọng, đàn một cái thôi cũng được, là nó bấm vào đô, dây năm buông là đô, nó sẽ ra chữ vọng ha, vọng qua theo ước vọng, đô rê mi. Rê mi là đô, qua theo ước là đô, nó sẽ ra chữ vọng là đô. Rồi nguyên câu, đô rê mi là đô, qua theo ước vọng. Rồi tiếp, chàng chữa măng nồng, là đô là mì, là đô là mì. Rồi tiếp, tình non nước chẳng bao giờ phai, mì là si rê si mì la, mì là si rê si mì la. Tình quê hương thiết tha đời con, là rê mi son mi là rê, là rê mi son mi là rê. Rồi đó là hết nốt solo của đoạn 1 điệp khúc. Bây giờ qua đoạn thứ 2 của điệp khúc. Đoạn thứ hai điệp khúc thì nói chung nó y chang cái đoạn 1 của điệp khúc nha các bạn. Các bạn thay đổi cái câu cuối thôi ha, thay đổi câu cuối cùng. Tại vì ở phần này cả đoạn 2 này là vì quê hương mến yêu Việt Nam. Đó, từ đó thì dặn giống đoạn trên. Thôi mình đọc luôn đi để các bạn dễ phân biệt ha. Mình đọc lẹ ha, nói chung giống y à. Ai dục lòng ta, la la son mi đồ mi la, vẫn giống trên ha. Mẹ ơi có nghe, mì la đô si, vẫn giống. Tiếp, núi sông vang dậy, đô si la mì son, đó vẫn giống ha. Tiếp, tiếng quân reo la pha mì, qua theo ước vọng, đô rê mi la đô. Tiếp, son sắc nguyên thể la đô la mì, vì non nước hiến thân đời con, mì la si rê si mì la, vì quê hương mến yêu Việt Nam,
là rê mi son mi là rê đó. Tới đây là bạn giống ở đoạn 1 rồi, đoạn 2 của được khúc này là thêm câu nữa, vì quê hương mến yêu Việt Nam. Thật ra nó lặp lại câu vừa rồi thôi nhưng mà giai điệu nó lên cao lên ha. Thì các bạn sẽ solo như thế này: mi la si rê si la son la, mi la si rê si la son la đó. Rồi đoạn 2 của điệp khúc này nó thêm cái câu đó thôi ha. Rồi còn lại ở trên thì y chang đoạn 1 vậy nha các bạn. Rồi đó là xong cái nốt solo cho các bạn. Bây giờ sẽ vào phần điểm hát. Rồi thì như mình nói bài này các bạn sử dụng điệu cha cha ha. Bạn nào chưa đàn được điệu cha cha thì các bạn có thể gõ tiêu đề hướng dẫn đàn điệu cha cha rồi gõ tên mình là sẽ ra các bạn tập điệu cha cha để các bạn áp dụng bài này nha. Rồi đầu tiên intro bài này cũng rất nhiều intro nha các bạn, nhưng mà mình sẽ lấy cái intro này rất là quen thuộc với các bạn và nó sẽ rất là dễ tại vì không có bao nhiêu nốt hết ha. Vừa rồi mình hát mẫu, các bạn tham khảo thì mình đàn trên âm chặn thì mình cũng intro trên thế âm chặn luôn ha. Nhưng mà bây giờ chia sẻ thì bao đầu tiên thôi ha, để bạn nào cũng thể tập được nha. Rồi các bạn ghi để mình chia sẻ các bạn cách đàn như thế nào ha. Là đô rê đô son mi, là đô rê đô son mi, các bạn bấm đô trưởng ha. Với những nốt này các bạn có thể đàn dưới này là đô rê đô son mi cũng được, hoặc là đàn chỗ này cũng được là đô rê đô son mi ha. Với những nốt đó thôi, các bạn muốn đàn vị trí nào cũng được ha, số dây nào cũng được. Rồi sau đó các bạn bấm đô trưởng, các bạn dậm chắc 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 chắc, dậm có nhưng là tổng cộng 5 cái chắc 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 rê đô son mi chắc 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 4 cái, rồi chắc cái nữa rồi đàn tiếp ha. Nè là đô rê đô son mi chắc 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 chắc, rồi đàn tiếp son la son đô la mi son la son đô la, rồi bấm vô la thứ cũng dậm vậy chắc 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 chắc, tổng cộng 5 cái chắc ha, 4 cái chắc liên tiếp rồi một cái chắc sau cùng ha. Rồi intro chỉ có hai câu như vậy thôi, các bạn đàn lặp lại một lần nữa, nói chung là hai với hai câu đó mình đàn hai lần là vào bài thôi ha. Rồi lại intro cho các bạn. Ví dụ như là đô rê đô son mi chắc 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 chắc, rồi mi son la son đô la chắc 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 đó, chắc 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 chắc, tổng cộng là 5 cái chắc nha các bạn. Rồi đàn lặp lại là đô rê đô son mi chắc 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 chắc, rồi mi son la son đô la chắc 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 đó. Rồi vậy là ngưng vào bài đoạn quân bước trên đường rừng ha, hoặc là xong intro các bạn có thể đàn một nhịp của cái điệu cha cha mi son la son đô la điệu cha cha đoạn quân bước trên đường rừng nó vậy nha các bạn. Rồi lại intro ha, hoặc là các bạn đàn như dây dưới này cũng được là đô rê đô son mi chắc 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 mi son la son đô la, dây này thì thấp quá nên các bạn đàn dây dưới này ha, là đô rê đô son mi chắc 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 mi son la son đô la chắc 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 chắc, là đô rê đô son mi chắc 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 mi son la son đô la. Bạn rồi sau khi intro chỉ hai câu như vậy thôi, đàn xong hai câu đàn lặp lại lần nữa là vào bài, lặp lại xong thì các bạn đàn một nhịp cha cha đi ha, rồi vào bài cứ đàn sau intro hai câu đó đàn lặp lại một lần nữa rồi đàn một nhịp cha cha rồi vào đoàn quân bước trên đường rừng, rồi thì lúc đó cứ quạt cha cha lên ha, hợp âm tới đâu các bạn chuyển tới đó. Rồi đoàn quân bước trên đường rừng la thứ à, bình lấp lánh chân trời xa la thứ, miền biên giới xanh thẳm vẫn la thứ, hạt sườn long lanh cành lá đô trưởng từ nơi nè, tới đây son trưởng ha. Nhưng nếu các bạn bấm hợp âm chỗ này các bạn nghe tiếng nó gian nó rất là dở ha, cho nên thì như mình nói bạn nào bấm được thế hợp âm chặn thì tất cả các bạn sử dụng hợp âm chặn hết, còn các bạn chưa tập hợp âm chặn hoặc là không quen thì vẫn có thể sử dụng ba ô đầu tiên này nhưng mà vẫn được ha, nhưng mà nó không hay bằng hợp âm chặn thôi nha các bạn. Nhưng mà mình biết cái nào thì cứ áp dụng cái đó, biết trên bao đầu tiên thì cứ áp dụng ở bao đầu tiên ha. Rồi
từ nơi các bạn chuyển qua son trưởng ha. Nơi biển từ núi cao và trưởng, người lính qua là thứ cầm suối nghìn đèo rê thứ. Lắng nghe mì bãi tiếng của mẹ hiền mì bãi, ngày đêm mì bãi dùng bước con hành quân về lại là thứ ha. Rồi nói chung thì cứ quạt cha cha hợp âm tới đâu chuyển tới đó, cứ mình ghi hợp âm chỗ nào thì người hát tới đó là các bạn cứ chuyển hợp âm ngay chỗ đó. Cách chuyển hợp âm của điệu cha cha thì mình cũng chia sẻ trong cái clip hướng dẫn đàn điệu cha cha rồi ha. Rồi thì hợp âm tới đâu các bạn chuyển tới đó ha ha. Đàn xuyên suốt hết đoạn 1. Hết đoạn 1 thì các bạn chỉ có một câu lót này thôi ha. Ngày đêm dục bước con hành quân, hết đoạn 1 rồi các bạn lót. Các bạn đàn chắc bùng bùng chét mì mì si rê mi đô son la. Rồi sau đó tiếp tục đàn lại cha cha ha. Câu lót của nó là mì si rê mi đô son la ha. Tức là vừa hết ngày đêm dục bước con hành quân, chắc bùng bùng chét mì si rê mi đô son la ha. Chát bùm bùm chát, rồi lót vào mì si rê mi đô son la ha. Mình không đàn hết một nhịp tại vì mình phải lót chèn nốt lót câu vào thì mình đàn chát bùm bùm chát rồi mới là mình lót ha. Cái nhịp bơ của cha cha thì chát bùm 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 chát chập bùm nữa ha, nhưng mà mình chèn nốt vào thì mình đàn không hết nhịp của cha cha ha, mình chỉ đàn chát bùm bùm chát rồi lót mì si rê mi đô son la ha. Mình ví dụ chậm cho các bạn nè. Ngày hết đoạn một ha. Ngày đêm giúp bước con hành quân, chắc bùm bùm chắc mì si rê mi đô son la ha. Lắng nghe tiếng của mẹ hiền, ngày đêm giúp bước con hành quân, chắc bùm bùm chắc mì si rê mi đô son la ha. Rồi sau đó quạt lại cha cha bình thường, lót xong thì cứ quạt cha cha tiếp tục và hát đoạn 2 thôi ha. Chắc bùng bùng chắc mì si rê mi đô son la, rừng hay lá bao bùng rồi đoàn quân ha. Rồi lót xong thì cứ cha cha tiếp tục và hát đoạn 2, rừng hay lá bao mùa rồi ha. Rồi mình lại một lần nữa hết đoạn 1 qua đoạn 2 cho các bạn, rồi mình đọc hợp âm đoạn 2 nha. Lắng nghe tiếng của mẹ hiền, ngày đêm giúp bước con hành quân, chắc bùm bùm chắc mì si rê mi đô son la, rừng hay lá bao mùa rồi đoàn quân chiến đấu xa làng quê. Mẹ ơi hãy yên lòng, dù bao gian lao ngày tháng. Nó vậy nha các bạn. Rồi hợp âm đoạn 2 thì không y chang đoạn 1 vậy thôi ha. Đoạn 1 các bạn chuyển như thế nào thì qua đoạn 2 y chang vậy, nó khác khác lời thôi, chứ còn tứ đó các bạn, giai điệu tứ đó các bạn cứ chuyển hợp âm đó ha. Rừng theo lá mùa rồi la thứ nè, đoàn quân la thứ chiến đấu xa làng quê, vẫn giữ la thứ luôn, mẹ ơi hãy yên lòng vẫn la thứ luôn nè. Dù bao gian lao ngày tháng đô tưởng, Trường Sơn son trưởng hay nơi đáng xa pha tưởng, đoàn chúng con la thứ xin quyết giữ gìn rê thứ. Chúng còn mì bãi luôn bên mẹ hiền mì bãi, ngày đêm mì bãi vẫn bước con hành, vẫn bước con hành quân về lại la thứ ha. Là hết đoạn 2. Hết đoạn 2 thì cũng giống như đoạn 1 y chang vậy ha. Hết đoạn 2 thì các bạn cũng chát bùm bùm chát mì si rê mi đô son la, rồi vào được khúc thôi ha. Và sau đó các bạn dậm lên mì si rê son la xong, đàn một nhịp cha cha, sau đó dậm 5 cái la thứ là vào điệp khúc ha. Đó là cách mình bắt vào điệp khúc. Nói chung là đoạn 2 này các bạn điểm y chang đoạn 1, đoạn 1 điểm thế nào đoạn 2 điểm y vậy. Sau khi hết đoạn 2 thì đàn một nhịp cha cha, sau đó dậm 5 cái la và vào điệp khúc. Rồi mình ví dụ cho các bạn này ha. Chúng con luôn bên mẹ hiền, ngày đêm dứt bước trong đoàn quân, chắc bùm bùm chắc mì si rê mi đô son la, chắc bùm 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 chắc bùm ai nha, chắc bùm 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 chắc bùm la 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 ai la 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 la, năm cái la 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 ai ngay cái bắt đầu ai là mình bắt đầu mình qua điệp khúc. Thì qua điệp khúc các bạn có thể quạt cha cha, ở trong cái clip mà hướng dẫn đàn điệu cha cha mình cũng chia sẻ các bạn cái cách đàn điệp khúc rồi ha. Điệp khúc thì các bạn sẽ đàn tức là qua điệp khúc mình không có đàn đầu vô thì đàn vậy, nhưng qua điệp khúc mình cho cao trào lên chút xíu ha. Rồi thì mình cũng chia sẻ trong cái clip hướng dẫn đàn điệu cha cha luôn rồi ha, cách đàn điệp khúc của điệu cha cha. Thì các bạn cứ xem clip đó, các bạn áp dụng điệp khúc, các bạn quạt
cao trào lên ha. Còn không thì qua được khúc để phong phú, các bạn có thể đàn disco cũng được ha. Đầu vào đoạn 1, đoạn 2 đàn cha cha, qua được khúc mình đàn disco. Ai gọi đời ta. Rồi, hướng dẫn quạt disco mình cũng chia sẻ các bạn luôn rồi ha. Thì các bạn muốn áp dụng quạt cha cha điệp khúc hoặc là đàn disco cũng tùy các bạn ha. Các bạn muốn áp dụng cái nào cũng được. Rồi, bây giờ mình sẽ đọc hợp âm điệp khúc. Tức là hết đoạn 2 thì các bạn cũng lót giống đoạn 1 ha. Chắc bùm bùm chát mì, si rê mi, đô sòn là. Sau đó đàn một nhịp cha cha đi ha. Chắc bùm bùm chát chậm bùm. Rồi, dậm. La la, rồi la, la la ha. La 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 la. Ngay cái la cuối cùng là bắt đầu hát chữ ai đó. La 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 ai. Ai gọi đời ta. Rồi các bạn bắt đầu quạt đứa cô lên ha. Hoặc là quạt cha cha, tùy các bạn ha. Rồi. Tức là hết đoạn 2 thì lót xong đàn một nhịp cha cha, dậm năm cái la và là vào điệp khúc. Còn các bạn không dậm cũng được. Nói chung vừa hết, các bạn lót xong các bạn chuyển qua disco ha. Dù ngày đêm những bước có thành quân, chắc bồng bồng chắc mì, si rê mi, đô sòn la, gò qua disco lên. Ai, ai gọi đời ta, rền vang núi sông, tiếng ru của mẹ. Chúng con đi qua theo ước vọng, chàng chữa mặn lòng. Đó vậy nha các bạn. Rồi, nói chung là hết đoạn 2 thì các bạn muốn dậm năm cái la cũng được. Không dậm thì vừa hết đoạn 2 chuyển qua đàn disco, hoặc là chuyển qua kiểu quạt cha cha để đàn điệp khúc ha. Lót xong hết đoạn 2, lót câu đó xong, mì si rê mi đô sòn la, lót xong là quạt disco lên hoặc là quạt cha cha lên, cha cha điệp khúc ha. Rồi, là áp dụng vào thôi ha, không dậm la, không dậm năm cái la cũng được. Rồi bây giờ mình đọc hợp âm cho các bạn. Nghe chỗ ai là la thứ ha. Ai là la thứ, các bạn thử quạt disco luôn ha. Ai gọi đời ta là thứ luôn ha. Rền vang núi sông mi bãi, tiếng ru của mẹ son trưởng. Bấm chỗ này luôn ha cho các bạn ha. Mẹ son trưởng, chúng con đi la thứ qua theo ước vọng. Pha trưởng, chàng chữa mặn nồng đồ trưởng. Tình non nước mi bãi, chẳng bao giờ phải là thứ. Tình quê hương đồ trưởng, thiết tha đời con về lại về thứ. Là hết đoạn 1 của điệp khúc. Rồi, thiết tha đời con. Rê. Các bạn bấm rê thứ, các bạn dậm 5 cái rê ha. Rồi sau đó tiếp tục hát đoạn 2 ha. Lại hết đoạn 2, hết đoạn 1 qua đoạn 2 cho các bạn nè. Tức là vừa hết đoạn 1 của điệp khúc thì các bạn về rê thứ, sau đó các bạn dậm 5 cái rê thứ ha. Rê. Rồi ngưng, hát đoạn 2. Ai. Rồi người ta ai thì mình dậm 5 cái la. Ai. Như dục lòng ta. Rồi bắt đầu quạt disco lên ha. Rồi mình ví dụ hết đoạn 1 qua đoạn 2 điệp khúc cho các bạn. Hết đoạn 1 là các bạn chú ý, hết đoạn 1 là về rê thứ, tiết tha đời con về rê thứ, các bạn dậm 5 cái rê. Rồi sau đó ngưng, người ta sẽ hát ai, là các bạn sẽ dậm 5 cái la. Ai la 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 ha. Rồi ngưng, như dục lòng ta. Rồi các bạn tới đây các bạn có thể bấm la thứ và quạt cái cô lên lại ha. Rồi mình ví dụ hết đoạn 1 điệp khúc qua đoạn 2 điệp khúc cho các bạn. Tình quê hương thiết tha đời con về rê. Dục lòng ta, mẹ ơi có nghe ha. Rồi các bạn có thể quạt được cô lên, còn không các bạn ngưng ở vào đầu thì các bạn có thể ngưng. Ai ai dục lòng ta, dậm thôi 5 cái la. Mẹ ơi có nghe, dậm 5 cái mi. Núi sông vang dậy tưới đầy, quạt lên dậy hoặc là các bạn có thể quạt từ đầu tới cuối không dậm cũng được ha. Rồi nói chung là áp dụng kiểu nào thì tùy các bạn áp dụng nha. Rồi hợp âm đoạn 2 điệp khúc này thì cũng y như đoạn 1 thôi ha. Ai là thứ nè, như dục lòng ta là thứ ha. Mẹ ơi có nghe mi bãi, núi sông vang dậy đò son trưởng ha. Tiếng quân rêu là thứ, qua theo ước vọng pha trưởng nè. Tới đây
đây thì nó giống y đoạn 1 của điệp khúc rồi ha, giống y chang. Nhưng mà thêm câu này nữa thôi. Vì quê hương, tới đây các bạn bấm mi bãi ha, hát lặp lại câu đó nhưng mà đổi học âm. Vì quê hương mi bãi ngưng, mến yêu Việt Nam. Đó là đàn lại, là thử ha. Vì quê, câu sau. Vì quê hương bấm mi bãi, rồi ngưng, đàn một nhịp là ngưng. Vì quê hương ngưng, mến yêu Việt Nam. Rồi hết bài ha. Rồi mình ví dụ nè cho các bạn nghe câu này ha. Vì non nương hiến thân người con. Nó khúc sao. Vì quê hương mến yêu Việt Nam nè. Vì quê hương mi mến yêu Việt Nam. Vì quê hương mến yêu Việt Nam. Đó, các bạn có thể dậm năm cái mi hoặc là các bạn đàn một nhịp đứa cô rồi ngưng hát mến yêu Việt Nam nè, lại ha. Vì quê hương mến yêu Việt Nam. Vì quê hương mến yêu Việt Nam. Đó là mình dậm mình đàn một nhịp biết cô, sau đó hát ngừng rồi hát mến yêu Việt Nam, còn không thì các bạn dậm năm cái mi rồi hát mến yêu Việt Nam ha. Rồi bây giờ cách này thì dậm năm cái mi ha. Vì quê hương mến yêu Việt Nam. Vì quê hương mi mến yêu Việt Nam. Đó, vậy là hết bài thôi ha. Rồi hết bài thì các bạn, mình sẽ chia sẻ các bạn gian tấu và cách ao ha. Thì hết bài để gian tấu thì các bạn cứ đàn lại intro ha, đàn giống chang y chang intro, intro như thế nào thì các bạn đàn y chang vậy, rồi sau đó hát lại từ đầu hoặc là hát lại bắt đầu từ đoạn 2 ha. Rồi nói chung hát lại thì nguyên bài cũng được, không thì bắt đầu từ đoạn 2 bỏ đoạn 1, hát từ đoạn 2 qua được khúc thôi ha. Rồi thì cái gian tấu nói chung là đàn y chang intro ha. Rồi kết out thì các bạn cũng đàn y chang intro, không khác gì hết. Nói chung cái phần intro này thì mình vừa làm intro vừa làm gian tấu vừa làm kết ao luôn nha các bạn. Rồi thì cái bài này với La Thứ thì rất là thấp nha các bạn, còn nếu mà hát đẩy cao lên nữa, vẫn tông la mà đẩy lên quãng cao lên nữa thì không bao giờ mình hát nổi, cho nên mình hát thấp ha, mình hát thấp xuống để các bạn tham khảo. Nhưng mà thì mỗi người mỗi giọng mà nhiều khi mình hát không được, nhưng mà các bạn hát được và cũng để đáp ứng yêu cầu các bạn làm trên La Thứ rất là nhiều bạn. Nói chung đa phần các bạn nhờ mình thì chỉ trên La Thứ là nhiều, tại vì các bạn nói chung là mới tiếp xúc với đàn thôi ha, những hợp âm khác thì các bạn chưa có tập nhiều. Nhưng mà sau này thì các bạn sẽ tập được rất là nhiều hợp âm rồi, các bạn quen rồi, nhờ nhiều tông khác, nói chung là tông khác ha. Đầu tiên thì thường tập đàn các bạn chỉ tập La Thứ, rồi sau đó là qua những cái tông khác, Si Thứ, Đô Thứ thôi. Nhưng với bài này thì mình hát Đô Thứ thì nó sẽ vừa với cái giọng mình hơn ha. Quân bước trên đường mình lấp lánh chân trời xa, biên giới xanh. Chung là với cái Đô Thứ thì mình sẽ vừa hơn. Nhưng mà thì mình nói mỗi người mỗi giọng thôi các bạn. Giọng mình thì nó khác, giọng các bạn khác, một số bạn lại khác nữa. Bài này La Thứ mình hát không được, nhưng mà các bạn có thể hát được ha. Rồi vậy nha các bạn. Rồi nói chung là hát được hay không quan trọng, các bạn cứ tập để các bạn làm quen với bài này và với cái giai điệu, và tập chuyển hợp âm, tập solo note. Dần dần các bạn, nói chung là các bạn sẽ quen, các bạn sẽ cảm nhận được giai điệu, cảm nhận được cái cao độ của từng cái nốt nhạc hay là câu hát, giai điệu của câu hát, là sau này các bạn sẽ quen rồi, qua những cái tông khác thì các bạn đàn nó sẽ rất là đơn giản thôi ha. Rồi vậy nha các bạn, rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại các bạn trong những clip tới.